khi băng tải phát hiện có hộp thì xi lanh sẽ đi ra chặn hộp lại. Khi ta nhấn start, máy sẽ hoạt động, kèo sẽ rớt xuống cân. Khi cân cân đủ khối lượng thì xi lanh sẽ đi về, gạt kèo xuống máy nghiêng. Rớt xuống máy nghiêng, xi lanh chặn sẽ đi lên, xi lanh B sẽ đi về. Băng tải sẽ tiếp tục chạy, đưa hộp kèo ra ngoài. Vâng, và đây là thành phẩm của nhóm.